đây. Báo cáo mấy anh em, bây giờ mình chơi cái này là gọi là niêm phong. Nếu như không có đồ chuyên dụng thì không thể có thể đây vào đây. Đây xuống dưới thấp này đây. Đó. Kim cắt hơi khó đấy. Cái niêm phong của thao trên cô gái đây này, cái này được bóp chặt này. Đây các bạn nhận được chim là các bạn phải lấy cái kìm thật đó thì mình phòng lại là rất là cẩn thận, phòng cho trên đường đi là các bác lấy cái đạn ghim trong cái rổ rồi các bạn nhìn thấy là cái này là nó phải là dấu hiệu còn nguyên, không được cởi ra, lồng không được cắt. Và đây là anh Dũng 0933565850 nhận ở bến xe miền Đông, một đôi chim cu cườm giống và một đôi vú nuôi bố mẹ chim Nhật trưởng thành. Đây, anh đã chuyển khoản và tôi giả cước vào bến xe miền Đông cho anh. Đây là cái công tác mà tôi chuẩn bị tới buổi chiều nay. Đó, nhìn nó quá chắc chắn luôn. Chiều nay là chiều thứ hai tôi gửi là tầm 6 giờ chiều thứ hai tôi gửi thì đến 7 giờ sáng thứ tư là vô đến bên xe miền Đông các bác nhá. Đó. À, cầm lấy đi. Quấn. Thế là tôi đã gửi rất là ok và văn phòng nhà xe anh Khuyên ở trong bến xe miền Đông họ sẽ nhận và họ sẽ cho chim uống nước qua đây.
cho uống nước. Trên đường đi tôi có ekip là họ sẽ cho uống nước. Còn lượng lúa thì cho ăn thì cũng thoải mái luôn. Bốn con này là trong phòng ăn khoảng thoải mái vào bến xe miền Đông luôn. Đó. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn tin tưởng Thao Chim Cu Gáy, các bạn có thể mua. Tôi sẽ ship toàn quốc, đặc biệt là giống chim cu gáy chuẩn Bắc Bộ. Số điện thoại của tôi là 0163 530 5982. Và đây là những cái tôi bón từ nhỏ. Đây là tôi bón từ nhỏ, rất là thuần. Đây cũng vậy thôi, tôi bón từ nhỏ. Rất là thuần. Các bác thấy là tôi đi sâu đi sát vào con chim cu gáy. Chân con nào cũng có mã số hết, không nhầm đâu nha. Chân có mã số hết. Đó. Chân đeo số hết. Cặp nào đi cặp đó. Báo cáo với các bác là như vậy.